Các sách, tủ sách ôn luyện kỳ thi vào 10, tổng hợp trọng tâm kiến thức 6, 7, 8 và 9, giải mã tuyển tập đề thi các trường, luyện thi thần tốc, truy cập ngay shopee.vn gạch chéo viện sách Official Store. Chào mừng các em đã đến với phần hướng dẫn trả lời các câu hỏi của bộ sách cựu văn lớp 9, bộ sách Cánh Diều. Ở những bài học lần trước, cô đã hướng dẫn chúng ta cụ thể phần trả lời các câu hỏi liên quan đến 3 văn bản đọc. Trong bài học này, cô sẽ tiếp tục chúng, hướng dẫn chúng ta trả lời những câu hỏi và bài tập liên quan đến phần thực hành tiếng Việt, điển cố, điển tích. Trước tiên, chúng ta hãy cùng đọc và quan sát câu hỏi ở, ở trang 42 của sách giáo khoa ngữ văn lớp 9 tập 1. Ghép các điển cố, điển tích in đậm ở bên A với nguồn gốc và nghĩa nêu ở bên B. Chúng ta hãy chú ý, ở trong phần này, các em sẽ ghép cụ thể như sau. Điển cố A, giường kia treo cũng hững hờ thì chúng ta sẽ ghép với lại cột B là cột số 2. Điển tích dẫn theo chuyện xưa, Trần Phồn thời hậu Hán Trung Quốc sắm chiếc giường dành riêng cho người bạn thân là Tử Chỉ, khi bạn đến chơi thì mang giường xuống, khi bạn về thì lại treo cất đi. Điển cố số 2 đó là đàn kia gảy cũng ngẩn ngơ tính đàn thì chúng ta sẽ ghép với lại mục 3. Đây là điển tích lấy từ chuyện xưa, Tương truyền Bá Nha và Trung Tử Kỳ là hai người bạn tri âm, sống vào thời Xuân Thu, Chiến Quốc. Bá Nha chơi đàn giỏi, Tử Kỳ nghe tính đàn của Bá Nha mà như hiểu được tâm can của bạn. Sau khi Tử Kỳ chết, Bá Nha đập bỏ đàn vì cho rằng trên đời không còn ai hiểu được tiếng đàn của mình nữa. Tiếp theo đó là điển cố ở mục C. Một hai nghiêng nước nghiêng thành, sắc đành đòi một tài đành họa hai của Nguyễn Du thì chúng ta sẽ ghép với lại mục số 4. Đây là điển cố lấy từ bài ca của Lý Diên Niên ở Trung Quốc. Nhất cố khuyên nhân thành, tái cố khuyên nhân quốc. Nghĩa là ngoảnh lại một cái làm siêu thành trì của người, ngoảnh lại cái nữa làm siêu nước của người. Câu thơ mượn từ ngữ của bài thơ xưa để diễn tả vẻ đẹp của Thúy Kiều. Và cuối cùng đó là điển cố, điển tích số 4. Nuôi con những ước về sau, trao tơ phải lứa, gieo cầu ở đáng nơi. Phần điển cố điển tích này chúng ta sẽ ghép với lại phần còn lại đó là mục 1. Đây là điển tích lấy từ chuyện xưa bên Trung Quốc. Vua Vũ Hán Đế kén phỏ mã cho công chúa ngồi trên lầu ném quả cầu xuống. Ai cướp được thì được làm phò mã. Câu thơ mượn chuyện này để ngụ ý, cha mẹ Thúy Kiều mong muốn gả con vào nơi xứng đáng. Chuyển sang tiếp câu hỏi số 2 về yêu cầu như sau dựa vào chú thích trong truyện Kiều của Nguyễn Du, giải thích nguồn gốc và ý nghĩa của các điển cố, điển tích in đậm trong những câu dưới đây. a. trải qua một cuộc bể dâu, những điều trông thấy mà đau đớn lòng. b. bấy lâu nghe tiếng má đào, mắt xanh chẳng để ai vào đó không. chúng ta hãy tham khảo cho cô phần hướng dẫn như sau. a. bể dâu là một điển tích. theo sách Thần Tiên truyện thời Đông Hán có ông vương Phương Bình thông minh học giỏi thì đỗ cao và được bổ làm quan đến chức trung tán đại phu. Nhưng ông sớm tử quan để tu tiên học đạo. Khi đắc đạo, Phương Bình giáng xuống nhà Thái Kinh cho sứ giả mời tiên nữ Ma Cô, vị thọ tiên trong thần thoại Trung Hoa, đến để hỏi về thời gian cách biệt. Ma Cô tiên nữ trả lời rằng, từ khi biết ông đến nay, đã thấy ba lần biển xanh biến thành ruộng dâu. Cuộc bể dâu mà Nguyễn Du trải qua đây cũng không phải là ảo giác, mà là sự thật rành rành trước mắt. Đó là hình ảnh của xã hội với sự thay đổi nhanh chóng không thể ngờ mà Nguyễn Du đã chứng kiến. Chính vì thế, những điều trông thấy đã làm cho nhà thơ đau đớn lòng. Tâm can tác giả quặn thắt, đau xót vô cùng trước những hình ảnh diễn ra hàng ngày, hàng giờ. Nhà thơ chua xót và thông cảm với những kiếp người cơ cực trong xã hội bấy giờ. B là điển cố mắt xanh. Chữ Hán là thanh nhãn. Nguyễn Tịch đời tấn, khi tiếp người mình ưa thì nhìn thẳng nên để lộ tròng mắt xanh. Khi tiếp người mình ghét thì nhìn nghiêng, tức là lườm, mà để lộ tròng mắt trắng. Mắt xanh chẳng để ai vào có không, chỉ người con gái được nhiều người đàn ông tìm đến hỏi cưới, nhưng không ai lọt vào mắt xanh của cô gái ấy. Chắc chắn là khi giải thích như vậy, thì chúng ta đã hiểu rõ được vì sao Nguyễn Du lại vận dụng những điển tích điển cổ đó vào trong thơ của mình rồi đúng không nào? Rồi chúng ta cùng đến với phần giải quyết nốt yêu cầu của bài tập số 3 tìm trong sách, báo hoặc trên Internet, câu chuyện tài ông thất mã. Viết một đoạn văn khoảng 10 đến 12 dòng kể lại chuyện đó và nêu ý nghĩa của điển tích. Ngựa tái ông Các mẹ tham khảo phần hướng dẫn cụ thể cho câu hỏi này như sau. Câu chuyện tái ông thất mã, tức là tái ông mất ngựa. Có một ông lão kia sinh sống gần biên ải, tức là tái ông. Nhà ông nuôi một con ngựa quý, thế nào nó tự nhiên đi vào đất bắc mất hút. Những người quen biết đến nhà hỏi thăm, Ông nói với họ, mất ngựa biết đâu lại là điềm may. Quả nhiên, mấy hôm sau con ngựa nọ trở về, lại rủ thêm mấy con tuấn mã nữa đi cùng. Anh em láng giềng đến chia vui, ông lại chết miệng nói, ôi dào, được thêm ngựa biết đâu lại là họa đó. Cầu được ước thấy, con trai ông thấy ngựa đẹp, bèn mải mê tập cưỡi, phi ngựa suốt ngày để đến nỗi một hôm, ngã gãy cả chân. Tội quá, trước sự kiện này, mọi người cho là tai họa, nhưng tái ông vẫn ung dung, biết đâu lại là phúc đó mà cũng linh nghiệm vậy sau đó đất nước bị giặc giã trai tráng tất thảy phải ra trận mà xung trận tiền thì mười thằng chết chín là cái chắc riêng cậu con trai ông vì tàn tật mà được ở lại và sống sót ở với cha trọn đời sinh con đẻ cái quả là trong phúc có họa trong họa lại có phúc sự đời thật khó mà lường qua đây chúng ta có thể thấy ý nghĩa của điển tích ngựa tái ông, chỉ họa phúc khôn lường, được không nên mừng, mất không nên lo, ngựa tái ông họ phúc biết về đâu. Chúng ta có thể thấy là câu chuyện này rất là có ý nghĩa đúng không nào? Như vậy là phần hướng dẫn câu hỏi số 3 vừa rồi thì đã khép lại nội dung cho phần hướng dẫn thực hành tiếng Việt ngày hôm nay. Cảm ơn các em đã chú ý theo dõi. Chúc các em học tốt. Hẹn gặp lại các em sau những phần hướng dẫn tiếp theo. Khóa học về sách Sự chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh Trải nghiệm ngay khóa học của Vietjack